mình không thể nào tin nổi các bạn khi cộng đồng người Việt mình đang đứng chỗ này á, hơn 70.000 người nha. Đi mà lạng quạng đi lạc luôn á, tại nhiều liều quá mà đi không biết đường ra luôn á. Bán đâu bạn, quá trời luôn nè, vui quá hả? Gian hàng bánh mì thì làm liên tục luôn nè. Hello, mình xin chào ông bà chú các bạn nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube mình nha. Hàng năm các bạn vào cái tuần đầu tiên của tháng 8 á, tại thành phố Carter của tiểu bang Missouri á, thì ở đây các bạn có tổ chức một cái đại hội thánh mẫu khá đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam mình các bạn. Thì hàng năm ở đây á, thu hút được rất là nhiều cộng đồng của người Việt mình á, từ khắp nơi trên toàn thế giới á, đổ về đây để gặp mặt gia đình rồi tham dự thánh lễ nha. Thì các bạn thấy sau lưng mình nè, có rất là nhiều căn chòi nè, thì mỗi căn chòi các bạn là một hội gia đình nha. Thì mình nghe nói năm nay các bạn thì đại hội thánh mẫu này có trên khoảng 70.000 người tham gia nha. Thì không biết như thế nào thì mời một chút các bạn cùng đi một vòng với mình nha. Những cái liều này á, thì 100% là người Việt mình không nha. Thì các bạn thấy ở đây á, thì cái liều này của quý anh chị em gia đình tặng hiến các bạn. Thì không biết gia đình này ở từ ở bang này qua mình không biết nha. Thì trong cái chòi này khoảng mấy chục cái chỗ nằm các bạn. Ủa chú, chòi mình ở bang nào qua chú hả? Dạ. Chòi mình bang nào ha? Ở tiểu bang nào qua? Cali qua. Dạ. Chắc chòi mình chắc cũng khoảng 40 người không? Đó, mấy chú đây Cali qua nha. Mỗi người một cái ghế các bạn để nằm nha, để nghỉ trưa hoặc là tối các bạn có chỗ nằm ngả lưng nha. Mình đi đông người á, mình sẽ xài cái liều bự nha, còn mình đi một hai người đó, mình sẽ xài cái liều nhỏ nhỏ nè, rồi xong cái mình gắn máy lạnh luôn, giống như kiểu mà nhà lá gắn máy lạnh các bạn, để cho mát nha, tại thời tiết bên đây rất là nóng. Đó, máy lạnh nè, thổi vô cho mát nha. Rất là nhiều liều luôn nè. Giờ này thì mình thấy người ta đi vòng vòng hết rồi. Còn ở đây là chỗ tập trung ăn uống cho gia đình. Cái liều này để nấu ăn hả chú hả? Dạ. Liều này liều để nấu ăn nè. Qua lâu chưa chú? Qua mấy ngày? Qua bữa thứ 7. Dạ, cái này uống bia cho mát ha. Uống bia cho giải nhiệt ha. Năm qua bữa này nhẹ nè. Năm nay thấy đông hả chú hả? Năm nay lâu lắm rồi, giờ chú cũng đi. Vậy hả? Chú bán nào qua? Cali. Cali qua. Dạ, con thấy liều bự bên kia hình như cũng Cali. Dạ. Chú vui vẻ chú, đi một vòng. Dạ, đây máy lạnh các bạn, nhóc luôn nè. Để người ta gắn cho mát cái phòng của mình nha. Nó giờ này trong liều thì không có ai hết á, tại vì người ta đi tham dự thánh lễ hết rồi. Đây cái liều nè, mỗi cái liều mà có số nha, để cho mình biết liều của ai có ai. Thì cái liều này, cái liều 516 nè. Đi cái này cũng giống như đi cắm trại nha. Túp liều là nhìn thấy vui quá hả? Người Việt mình không à. Đến đây là gặp gỡ là toàn thể người Việt mình luôn á, từ khắp nơi trên toàn thế giới luôn á. Nó có người bên châu Âu, người bên châu Á, thậm chí cả Việt Nam mình cũng có qua đây các bạn, để tham dự thánh lễ nha. Đi tới chỗ này các bạn thì mình gặp mấy anh chị này coi kênh ủng hộ mình nè. Thì mấy chị, anh chị đang nấu món gì vậy? Hả? Đang luộc cái gì vậy? Rau sam thôi. Trời trời. Gạo rau sam nè em. Rau này là quý tộc lắm mới được ăn đó nha. Đó, mấy chị đang luộc rau kìa. Rau cái gì chị hả? Rau sam. Rau sam hả? Cái này rau. Nhà mình trồng hả? Biết sao, vua chúa mới được ăn, dạ. Đến phiên mình ăn. Dạ, mình thành vua rồi. Mình làm quan hậu rồi. Dạ. Rồi rau có món gì nữa không? Hả? Có món gì nữa không? Thịt nướng. Đó, đó. Thịt nướng. Chạy mang dép không? Dạ. Mang dép vô, mang dép. Ủa trời, có chị được bao nhiêu người ở ha? 40 người. Dạ, dạ. Đâu về sữa. 40 người ở các bạn, một cái chòi 40 người nha. Cơm nè, vô đây chút xíu nữa, đối với bụng á, thì ăn cơm ké luôn. Thịt nướng, rồi cơm. Dạ. Đồ ăn quá trời luôn nè, trên bàn nè. Rồi chỗ này là chỗ để thay đồ, rồi phơi đồ luôn. Ở trong đây thì có cái máy quạt lạnh nhỏ nhỏ nè, để dành mát nha. Thì thời tiết bên đây các bạn thì lúc này rất là nóng, nên mấy anh chị này kia với mấy em nhỏ đi đến đây thì cũng khá là mệt các bạn, tại vì nóng lắm nha, 100 mấy độ luôn á. Dạ. Đó, mấy chị quá trời vui luôn kìa. Mấy chị ở quê đâu ta? Ở Phan Thiết. Phan Thiết hả? Dạ. Ở cái gì? Mũi Né đó. Mũi Né hả? Mũi Né. Hàng chi mấy chị nãy giờ gặp mình né không à. Người Việt của mình á thì hàng năm đến đây càng ngày càng tăng lên. Thì chỗ này là cái chỗ nhà thờ các bạn, để cho hàng ngày mình đến đây mình đọc kinh nha. Thì các bạn thấy ở đây rất là nhiều ghế nè. Nhìn cái cảnh này thì các bạn có nghĩ đây là ở Mỹ không? Thì mình cứ nghĩ đây là quê nhà mình không nghe. Tại ở đây 100% là người Việt mình không à. Thì các bạn thấy ở đây rất là nhiều anh chị với mấy em đang đứng nè. Thì đang đứng đây các bạn để xưng tội nha.
Nói chung là bên đạo Công giáo mình các bạn thì có những cái tội lặt vặt á, thì hay những ngày cuối tuần á hay vô nhà thờ để xưng tội nha. Ở đây nè, thì em thì xưng tội ở ngoài, còn cha trong thì giải tội nha. Nó rất là nhiều chỗ nè, tại vì hiện tại bây giờ ở đây các bạn có khoảng 70.000 người. Nếu mà ít chỗ thì sẽ không đủ chỗ để phục vụ cho giáo dân xưng tội nha. Thì ở đây các bạn thấy rất là nhiều cha đang ngồi xưng tội, là giải tội nè, cho mấy em, mấy anh, mấy chị nè. Những căn chòi thì người ta sẽ làm vòng vòng ở bên hông nhà thờ. Rất là nhiều căn chòi luôn. Thì các bạn thấy ở đây trên dưới khoảng 10.000 căn chòi hơn á. Rất là nhiều căn chòi luôn, nó đầy đường chứ nè. Rất là nhiều nha. Liều lớn, liều nhỏ gì. Mấy cô thì giờ này chắc đi lễ nè. Chỗ này là cái chỗ quảng trường nha, để cho mình đến đây mình tham dự mấy cái sự kiện này kia các bạn. Ở phía dưới thì có những cái lịch trình nè, để cho mình biết những cái giờ nào của cái lễ nào, rồi hội thảo cái gì á thì đều có trên những cái bảng này nha. Một cái lễ hội lớn như vậy thì cũng có được những ca sĩ hải ngoại các bạn về để hát đó nha. Thì mình thấy có rất là nhiều ca sĩ trên đây nè, để về để hát phục vụ cho nhà thờ này nha. Đi đến đại hội Thánh Mẫu này các bạn, đôi khi mình cũng có đem tiền về nhà đó nha. Thì các bạn thấy ở đây nè, có một cái chỗ bán sổ số đặc đắt nè, thì 25.000 đô nha. Thì mình sẽ vô đây mua ít vé các bạn, đôi biết đâu chừng mình đem tiền về Tết Sình sao. Đó, nói chung là ủng hộ nhà thờ luôn các bạn ơi. Một vé vô ha chú ba. Dạ. Đó, một vé 4 đồng hả? Dạ, 4 đồng. Dạ. Lấy cho em 5 vé đi ha. Dạ. Đó, biết đâu chừng đi chơi đem tiền về sao. Ở chừng nào xấu ha. Ngày mai sao bên nghệ. Ngày mai sao bên nghệ hả? À, dạ, mình mua 5 vé nè. Xấu đây đâu anh hả? Xấu đây hả? Dạ, đó, đây thì mua ủng hộ nhà thờ các bạn ơi. Chúng không chúng cũng không sao, để cho nhà thờ có tiền để năm sau tổ chức tiếp. Tại vì một lần tổ chức thì rất là nhiều tiền các bạn. Những cái túp liều này thì mình nghĩ giờ này không có ai nghe, tại nắng quá nắng các bạn. Thì chỗ này có bóng cây nè, nhưng mà mình thấy giờ này nắng quá trời nắng luôn nha, nên không có ai ở đây. Buổi tối ngủ thôi à, buổi tối thì ở đây lạnh luôn các bạn. Nhìn thấy vui lắm nha. Dạ, dạ, chào anh. Giờ này nhà mình chưa ăn uống gì hả? Đang đợi rồi, anh đưa cơm đến à. Dạ. Anh nấu cơm mà lấy cái cây này để mà cháy cơm. Dạ, nấu cơm cháy luôn. Đó, thì nguyên đại gia đình thì có chỗ để cho họp mặt nè. Tại vì ở bên đây các bạn đôi khi bà con dòng họ của mình không có trùng tiểu bang, nên rất là nhiều tiểu bang các bạn thì họp mặt về đây. Thì những cái ngày này rất là vui nha, quay bằng bên nhau hỏi thăm tình hình sức khỏe đâu, công an chuyện làm rồi các bạn. Nói chung là rất là vui các bạn ơi. Thì các bạn thấy rất là nhiều liều nè, nhìn thấy nó hạnh phúc lắm, không có gì vui bằng nha. Giống như cắm trại á, trở về thời thơ ấu mà lúc mà mình đi học phổ thông các bạn, cắm trại á nha, vui lắm. Ông bà cô chú các bạn nào mà chưa có dịp đến đây á thì ở đây thử một lần cho biết nha, để trải nghiệm cuộc sống người Việt mình cắm trại nha, nó rất là vui, quá trời túp liều luôn nè. Ủa anh xe này mắc không anh? Một lần. Anh trai, xe này bên đây mắc không? Không có, ngày xưa mua có 2.000. 2.000 hả? Ồ. Để dành qua đây chạy ha. Để dành qua đây chạy ha. Đó, anh mua chiếc SH có 2.000 các bạn thì 4 mấy triệu à. SH cực cúp nữa nè. Để dành những cái ngày này á mình chạy vòng trong cái khu vực này nha. Bên đây. Dạ. Chị nhìn giống lai quá hả? Ừ. Dạ, từ nãy chị không hỏi em tiếng Việt em cũng không biết chị người Việt luôn á. Ủa anh chị đâu quá? Chị ở bên Minnesota. Minnesota. Tay coi mình coi. Dạ. Cảm ơn anh chị nha. Chị qua cả em đi về Việt Nam đồ lên sành tùm lum hết. Dạ, dạ đúng rồi. Gia đình của chị thì đang làm đồ ăn nè. Dạ, chào anh chị nha, đang làm đồ ăn hả? Thấy kênh YouTube rồi. Dạ. Đàng hoàng. Ủa mấy anh chị ở đâu? Ở bang nào qua ha? Colorado. Colorado, dạ. Bên đó lạnh rồi, qua đây nóng chịu không nổi à? Dạ. Ok hả? Hàng năm mỗi qua hả anh? Dạ. Mỗi năm. Vui ha. Nói chung đây cũng giống là nơi để cho bà con mình đến đây tập trung ha. Dạ. Ở bên Colorado có đi câu cá không? Có hả? Leo núi rồi. Câu cá lên đỉnh núi rồi. Trời ơi sướng vậy. Câu cá trên đỉnh núi luôn hả? Lội lên rồi xong rồi câu được cá lội xuống. Dạ. Cá này không kéo đi mấy ngày trời. Chúc anh chị vui vẻ nha. Dạ. Em đây dạ. Cộng đồng người Việt mình gặp nhau các bạn tay bắt một phần nghe rất là vui nha. Ở đây có xe ôm nữa nè. Xe ôm nữa nè. Chiếc ghim hình như đem bên Việt Nam qua nè. Xe ôm luôn. Giờ này uống rồi tới chiều đi lễ nổi không?
Ôi. Giờ này uống tới chịu lễ nổi không? Dạ. Vô vô làm chay. Dạ uống đi, em đi một vòng. Dạ uống đi. Vô này uống. Chút xíu đi. Dạ em cảm ơn. Dạ. Đó. Nó bà con ở phương xa gặp nhau là vậy các bạn. Tay bắt một mừng nha. YouTube miền Tây nè. Dạ. Dạ đưa dạ. Đó giờ vô đây dùng chai bia luôn nha. Tình thương mến thương các bạn ơi. Vô. Đúng rồi. Thương lắm luôn á. Đây trong YouTube nè. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Có hoài à. Nói chung anh em gặp nhau lần đầu cũng giống như gặp nhau lâu đó các bạn. Trong người Việt mà hôm qua hải ngoại thì vậy thôi. Gặp nhau vui lắm. Rồi trong cái mai qua còn câu cuối gặp nhau này đâu. Hai lần rồi. Đến đại hội Thánh Mẫu này thì mình chỉ việc đem bia thôi nha. Còn đồ ăn với mồi thì ở đây có bán. Ở đây thì có bán tôm nướng hả? Tôm rồi cánh gà, rim. Đó. Rồi, heo rừng nữa kìa. Heo rừng sầu lăng hột tốt mà. Rất là nhiều món nha. Rồi bữa tối hình như có bán hải sản đúng không? Đúng. Đó, vô, xin mời chị nha. Vô. Còn đây là căn chòi của khu vực nhà mình nè. Thì cá thì mình ốp đem theo nè. Ngon, nhìn ngon hả? Ngon lắm á cô. Thử đi. Dạ, con ốp á. Dạ. Cá này con đi câu á. Dạ. Cá đi câu á. Nhìn ngon quá hả? Đó thì nói chung cả gia đình các bạn thì hàng năm thì đều họp mặt về đây nha để ăn uống thưởng thức ngay sau những ngày làm việc vất vả các bạn ơi. Mình xin mời nha. Ngon. Của con á. Của con. Vô cậu ơi. Vô. Quá vui luôn. Chúng mình ăn cá à. Dạ. Không biết mấy cái đi. Dạ con cậu á. Bắt lên á. Mấy đâu đi quá ngon. Bắt đầu. Cá chín mới đem vô. Dạ. Công đi có khi 20-30 con luôn. Wow, nhìn cái xã. Châu hồ. Ăn uống xong các bạn thì giờ này phải nói là giờ khá đặc biệt đối với đạo Công giáo mình các bạn. Thì mỗi năm á, ngày thứ năm, thứ sáu, ngày thứ bảy các bạn là ngày quan trọng nhất khi mà mình kêu Đức Mẹ đi á, thì các bạn thấy giờ này á, ở sau lưng mình á, có rất là nhiều cộng đồng của người Việt mình đang đứng đây nè. Thật sự là quá trời đông các bạn để tham dự thánh lễ nha. Đây thì có rất là nhiều dì phước các bạn thì đi trước nè để kêu Đức Mẹ về nha. Mấy dì này thì tu không bạn? Nè, thì mỗi người áo các bạn thì có những cái khác nhau nha, giống kiểu mới vô hoặc là vô lâu. Ở những màu áo các bạn thì mấy gì mới vô thì cái màu trắng nha, vì thì đã phục vụ cho nhà tàu thì màu đen. Đây, rất là nhiều người Việt mình nha, 100% luôn các bạn. Mấy cô ở đây rất là vui nha. Ở đây thì có mấy em để đứng kế bên để xếp hàng ngang để kêu Đức Mẹ về. Còn đây là mấy thầy nha. Mình chưa bao giờ thấy sự kiện nào mà đông cộng đồng người Việt của mình á đến đây đông như vậy các bạn. Thật sự quá đông luôn nha. Đông nè, các bạn thấy nè, rất là đông cộng đồng người Việt luôn. Còn là trong người Việt không à, từ khắp nơi trên thế giới luôn, người bên Anh, Đức, bên Pháp gì đủ thứ các bạn. Mọi người thì đi kiểu Đức Mẹ xong rồi, bây giờ thì cũng đói bụng các bạn. Bây giờ mình tấp vô những cái tiệm bán đồ ăn để cho các bạn xem là ở bên đây buôn bán như thế nào nha. Hàng năm thì mình thấy hai cái quán lớn nhất ở Tây Sịn qua đây bán các bạn, đó chính là quán Đồng Hành nè, còn quán bên kia nữa nha. Thì quán Đồng Hành các bạn thấy rất là đông nè, quán đầu tiên nè. Ở đây thì có khoảng trên dưới khoảng 30 món á, thì rất là nhiều đồng hương qua đây ủng hộ nha. Quá trời đông các bạn, vô quán nè, đông nghẹt luôn nha. Đó, không có chỗ vô luôn á, đông các bạn. Dạ. Dạ, cậu đâu quá? Chị đâu quá? Ở Tiểu Phan. Dạ. Thái coi kênh của em đó. Dạ, cảm ơn. Dạ. Mới hôm nay. Dạ, quá trời nhà thờ đông ha. Dạ. Quá trời đông. Dạ, em đi lần thứ hai rồi. Nó buôn bán không kịp luôn các bạn. Đây nè, đồ ăn đã được đem lên đây nè. Thì nãy mình định xuống bếp mình quay gửi cho các bạn xem, nhưng mà xuống đó nhiều khi quyền riêng tư á, nên mình không có quay được nhiều. Bánh bán đâu bạn, quá trời luôn nè, vui quá hả? Ngồi kinh mít luôn nè. Bún bò, phở, hủ tiếu, bún riêu gì đủ thứ hết trơn. Số 33. Bánh mì nè, dồn liên tục luôn. Này họ đời rồi, chúng tôi lấy đồ ăn rồi. Họ đời chỉ việc đưa tay lên thôi à, để đồ ăn nha. Mấy em đang phục vụ nè, đâu là mấy em học sinh đây không ạ?
kế bên quán Đồng Hành đó chính là quán Hương Xưa nha. Trong cái đại hội Thánh Mẫu các bạn có hai quán lớn nhất, đó chính là quán Đồng Hành hay là quán Hương Xưa nha. Thì các bạn thấy quán Hương Xưa nè, cũng có rất là nhiều người đến đây mua đồ nha. Cái quán này được cái nó hay có mặt tiền nha, nên bán đã luôn. Đây bắp nướng rồi bột chiên gì đủ thứ các bạn. Bán đắt quá nè hả? Rất là nhiều món nha, bột chiên. Đứng ở quầy này nóng ha. Còn bên đây thì nước mía nha. Ăn bánh xong thì qua đây uống nước mía. Nước mía siêu sạch hả? Hello chú. Bây giờ quay lưng đường gặp mặt bây giờ. Dạ. Thấy chưa? Ăn bánh xong thì qua đây uống nước mía nha. Chú khỏe hả? Khỏe. Đội trưởng ở trong cái quán Đồng Hành nha, Hương Xưa nha. Lưng đường đâu thấy mặt mình. Dạ hả? Dạ. Ở đây thì quán nước mía nè, 1 ly 7 ngàn, 7 đồng chứ, 7 đồng đô la, đậu 7 đồng, dạ nguyên chất, nguyên chất, dạ, lấn chiếm lòng lề đường luôn rồi, bán ra lòng lề đường luôn. Bán quá trời món luôn, xòi bánh đủ thứ hơn. Hello vậy bê thôi nha. Ủa năm nay không thấy bán hải sản vậy? Hết hả? Vậy hả? À. Người thì mua, người thì làm, tấp nập luôn. Đây, vô bên trong nha. Quán tình thương mến thương mà. Ủa, bánh này bánh gì cô à? Bánh bao hả? Không, là bánh dày giò. Bánh giò, dạ. Dày giò, bánh dày giò. À, cô giò rồi xong cô dày, làm cho dày dày nên kêu bánh dày giò ha. Dạ. Ở đây bánh bao. Dạ. Con lên là tối hôm qua. À, dạ, đây thì chị làm xong cái bánh này nè. Trang trí đẹp quá ha. Bánh dày giò mà. Dạ, này bán cái đó là bánh ít chằn hả? Tưởng nó đây là bánh dày giò chứ. Bánh dày giò bên này cái. À. Thấy nó giống giống với nhau. Bánh dày giò là làm xong nó ra vậy nè. À đây hả? Nè. À, đây là cái bánh dày giò nè. Đó. Muối tiêu rồi ha. Cái giấy bạc là muối tiêu. Dạ, cái món này hình như của miền Trung hả chị à? Dạ. Dạ. Bánh bao. Bánh ướt nữa nè. Rất là nhiều món. Wow, trời món luôn. Mấy chú, mấy anh đang đổ nè. Bánh ướt nè. Rất là nhiều món nha. Hello chú. Dạ. Lúc này đổ liên tục thôi chú hả? Hôm nay thì ok. Dạ. Dạ. Bữa nay nữa là xong rồi ha. Không mai. Dạ. Không mai nữa. Đêm nay là nhậu là không say không về luôn á. Không mai nữa. Sáng mai nữa hả? À. Bánh nước được đổ xong thì đem ra đây mấy cô sẽ sắp thịt vô nha. Dạ. Mắc cỡ hả? Dạ, Hồng Kông nữa dạ. Mấy cô làm liên tục tới mấy cô mệt luôn các bạn. Cảm ơn nhiều nha, bữa nên cô lên Facebook người, cháu lên Facebook người ta khen cô. Dạ. Yeah. Còn nữa. Dạ. Mấy người bạn từ Việt Nam hận xem đấy được. Vậy hả? Dạ. Họ gọi cô luôn. Dạ hả? Đó, hai cô thì đang làm bánh nước. Một phần mấy đồng cô ha? 15 đồng. Đó, mấy em thì đang đứng đợi những cái phần bánh nước của mấy cô nè. Luộc thịt hả anh? Phun nhiêu hả? Phá lấu. Phá lấu hả? Dạ. Anh thì đang ấy phá lấu nè. Nhà thờ mình nhiều món quá hả? Chắc 50 món không ta? À, đó, được tặng một cục phá lấu luôn nè. À, mình xin vào chúc bạn nha. Vô đây được ăn miễn phí nữa, quá sướng luôn. Ngon ha. Cái này mình làm sẵn bên nhà thờ, mình đem qua đây ha? Không, được, làm tại đây luôn. Vậy hả? Dạ. Sáng giờ luộc được bao nhiêu bịch bún hả anh? Ồ, nhiều lắm ơi. Nhiều lắm hả? Thánh luộc bún à? Năm nào cũng luộc ở đây phải không? À. Dạ. Mười mấy năm rồi. Đó, luộc cũng phải có cái đồ bấm lên các bạn chứ ginh đâu nổi ha. Ginh từ sáng tới chiều ginh gì nổi. Ví dụ khi một rổ hai rổ được mà khi dạ. Một rổ nổi đâu. Dạ. À chứ. Đó. Con máy đồ bấm lên rồi tăng đưa thằng đưa xuống rồi. Nâng thôi nâng nội. Dạ. Luộc bún mười mấy năm rồi đó. Dạ. Đó, quá trời tất bật trong cái gian bếp nha. Dạ. Không vui quá các bạn. Đấy thì đa phần là người bên tích xịt quá không à. 100% luôn á. Bánh đủ thứ cho bún này bún riêu. Hello chị. Dạ.
Người Mỹ tái xịt, dạ, bún kêu hả chị á? Dạ. Người tái xịt gặp người tái xịt các bạn ơi, kêu. Đó, mấy em thì phục vụ. Dạ, người tái xịt, dạ. Dễ hả? Dạ. Con này lại lên cho gù bù ha. Rất là kỹ. Dạ. À, bún kêu. Nó cháo kìa, nó nói kìa. Phở, bún riêu, hủ tiếu. Bán liên tục luôn. Đó, cái danh sách nè. Đồ ăn nhiều quá, phải danh sách, rất là nhiều danh sách luôn. Đó, mấy em thì phụ giúp cho nhà thờ nè. Vui quá hả? Đó, mấy bà lớn đi theo phụ phục vụ nhà thờ các bạn. Người thì cắt rau, người thì lặt rau, người thì ngồi nghỉ mệt. Đủ kiểu nha các bạn. Còn bên đây gian hàng gì đây? Bún gì đây? Đây, chắc bún thịt nướng gì nè. Bún chả giò, bún thịt nướng nha. Hello mấy chị nha. Cơm thịt nướng. Liên tục luôn. Sườn gam gì đủ thứ vậy nè. Rất là nhiều món ăn. Ở đây xong rồi mấy em lên đây bưng lên. Mấy em đây nhỏ không phục vụ cho nhà thờ thấy thương các bạn. Có món là ghi sẵn kìa. Nó ghi mới biết chứ nhiều lắm. Các bạn thấy trên đây nè, đông đến mức nổi mà không có chỗ ngồi luôn nha. Đông quá trời đông luôn nè. Chỗ này là thủ quỹ tính tiền. Bên đây là phở nha. Mỗi bên thì mỗi có mỗi món khác nhau. Phở hả cô? Đó, phở đặc biệt. Ăn xong liền luôn ha. Dạ. Phở rửa. Mấy ngày nay bán đắt không cô à? Dạ. À, mấy cô bán 3 ngày thì lãnh lương được 0 đồng nha. À, chúa trả công cho. Dạ. Bánh bao hả? Đang hấp trong kia hả? Dạ. Dạ, đang hấp không ạ? À, bây giờ còn đang đóng hả? Chín chưa ha? Đóng hàng luôn. Đó, thịt quá trời thịt luôn nè. Một tô với 15 đồng không ta? 15 đồng. Dạ. Thì có 3 món. Cái này là bò. Như là bò tươi, như là bò viên. Nạm. Hủ tiếu với luộc sẵn à. Cô thì đang chọn bê thui nè. Đang tối nay phục vụ cho mấy anh đồ uống bia rồi hả cô ha? Món này uống bia là báo cháy luôn á. Đó. Gắt thính đồ vô. Để phục vụ cho những cái quán lớn các bạn thì nhà thờ mướn khoảng 4-5 chiếc xe container này nha, để chở đồ nha. Mấy chiếc xe này chứa đồ ăn không hả anh hả? Dạ. Mấy chiếc anh nhà thờ mình đi qua mấy chiếc? Mấy chiếc đồ chở đồ ăn nè. Hai xe đông lạnh, hai xe đông lạnh, hai xe cô là 4 xe ha. Bán sắp hết chưa? Mấy anh phục vụ bên kho ha. Ông chủ làm gì vậy? Trời trời. Bữa nay không đục mọc đẻo mọc hay sao vô đây trộn thịt nữa. Hả? Thôi nước thịt bỏ nghe mọc thôi. Bỏ nghe mọc hả? Các bạn thấy ông chủ thợ mọc bây giờ qua đây bán thịt nướng luôn rồi nè. Bỏ nghe mọc mấy ngày rồi. Bỏ nghe mọc mấy ngày hả? Khỏe không em? Dạ khỏe anh, khỏe hả? Dạ. Đêm nay hết nhiêu đây là về chưa? Còn hết cái này thôi bắt đầu mới về được. Vậy hả? Dạ. Còn sáng mai ngồi một buổi nữa không? Dạ, sáng mai nữa. Đó. Làm mọc mà bây giờ đi qua đây làm thịt nó biết làm ta ăn được không đây nè. Khen ngon quá trời. Khen ngon hả? Thử cái này. Thịt anh làm xong các bạn. Đó, giờ anh kêu mình thử nha. Bóc miếng thử luôn nha. Thịt heo gần phải không? Đây là thịt nướng. Thịt nướng hả? Thịt bò hay thịt heo? Heo hả? Heo. Dạ. Các bạn còn nhớ anh này không? Anh này là chủ của cái xưởng mộc á, hồi mấy tháng trước mình đi quay á. Giờ anh bỏ thợ mộc các bạn ơi. Giờ chắc thợ mộc bây giờ hết quan rồi, anh qua đây anh nướng thịt luôn, anh bán luôn rồi. Còn bên đây anh có ăn hơn. Chúa trả ơn cho anh ha. Dạ. Một cái mùa lễ khoảng bao nhiêu bình ga ha? Gần 300 bình. Bình 300 bình ga. Trời ơi. Nó chỉ có 3-4 ngày thôi mà 300 bình ga vậy á. Lớn nhỏ không chú hả? Lớn nhỏ là 100 bình. À. Đi bơm 3 lần bây giờ là 300. À, 300 bình, lớn nhỏ luôn á. Mình có 100, phải đi bơm vô. Bơm vô rồi đổi là 300 bình các bạn, cho phục vụ cho những cái bữa ăn nha. Ui, nướng xà lan 1 tê bậy bạ là được. Dạ. Đi đến đây thì gặp mấy anh chị nè. Ủa vậy là mình kéo cái xe qua đây luôn hả anh hả? Xe này được mấy phòng anh? Hai phòng hả? Cho em vô tham quan được không?
Đó. Có hai đứa nhỏ luôn. Anh trai chắc anh Lai Lai ha. Ờ anh Lai. Dạ. Ừ. Căn nhà của anh nè, để hàng năm anh đi đây nè. Bao phòng ha. Đây là một phòng. Ờ. Dạ ấy thôi. Dạ. Ồ cũng có máy lạnh đâu này kia mát rồi chứ. Máy lạnh. Hôm nay cũng ngủ được khoảng 7-8 người chứ. Bàn ăn. Dạ. Bàn khách ở đây nhưng mà mình xếp xuống mình làm phòng ngủ. Dạ. Đó, đây là cái căn nhà di động của mẹ ảnh nè. Mở đèn lên. Dạ. Chỗ này là cái bếp. Dạ. Rồi chỗ này là cái sink mình xúc miệng nhưng mà mình không có dùng tới, mình tháo. Dạ. Tháo bỏ hết. Đồ, dạ. Đồ. Đó. Hàng năm thì mình cứ chạy xe về đây ha. Hàng năm cứ chạy về đây. Dạ. Đi từ 2006 tới giờ. Dạ. Chưa bỏ em nào. Cũng là 2006 tới giờ. Mười mấy năm rồi. Đúng rồi, ngày khi mà Covid mình 2020 mình ở đây không có mở, mình vẫn tới. Dạ. Mình tới mình đi tham quan. Dạ. Tại năm nào cũng thấy nó đầy vậy mà tiên. Dạ. Năm thử rồi nó có như thế nào không. Dạ. chống bọc à. Năm nào cũng vậy, năm nào có năm chống nhất ra là dạ. Là Covid thôi. Dạ. À thì trong ngoài này thì trong đây thì thiết kế chỗ ngủ nha, còn ngoài này thì anh chị sẽ thiết kế cái bàn để ăn uống gia đình. Dạ. Bên đây là khu vực nhà bếp của ảnh nè. À, còn chỗ này là khu vực ăn ha, phòng này là phòng ăn. À, mình không xài điện của nhà thờ. Mình khi nào mà nhiều quá bị đụng thì mình xài điện của mình. Dạ. Anh em hôm nay thì gặp nhau các bạn thì ảnh là người Khmer ở Tiêu Cần luôn. Em ở xã Tân Hòa. Ở Tân Hòa, ô vậy. Vậy dưới mình rồi, mình ở Cầu Quan. Cầu Quan hả? Thì đó, gặp nhau mà. Long Thới. À, thì sát bên mà. Chính phủ á. Chính phủ biết mà. Ở Cống Cái Ché. Đó, các bạn thì ảnh là người Khmer nên ảnh chơi bản số luôn, chữ Khmer đó các bạn. Đó. Các bạn thấy anh chơi xe nè, bản số nè. Ủa, gì của trên đây? Iowa hả? Iowa, Khmer luôn. Cũng cùng quyền với mình luôn. Đó, giờ mới biết các bạn. Đó, đồng hương luôn, tình thương mến thương các bạn ơi. Đó, chú thì đang dọn đầu lên, đang chuẩn bị rằng tối nay về. Cái này cũng có cái treo lời này cũng hay ha, chợ đồ. À, chú về tới đâu? Về mình về Lincoln Nebraska. Nebraska. À, bay mấy tiếng ta? 5 tiếng. Dạ, cũng bằng từ con về Dallas 6 tiếng. Dạ. Xe kia đêm nay về Denver. Dạ, Denver nữa hả? Ồ, Denver xa chứ. Đó, thì ở đây thì cũng có chỗ cho mình câu nước ra mình xài nè. Đêm nay cũng là đêm cuối cùng của đại hội lễ Thánh Mẫu các bạn. Thì vòng vòng khu vực này thì các bạn thấy bán rất là nhiều quán nè. Ở bên đây thì thấy có quán gì đây? Đó. Quán trái cây nha. Đó. Chúa Kitô vua nè. Quán này thì ở khu vực tích xịt luôn. Kế bên góc này thì có quán bánh cuốn nóng nè. Mấy cô đang làm việc liên tục luôn. Đó. Thì nóng các bạn lên mấy cô gào đó nha. Ở đây có rất là nhiều mấy em đồ ship hàng nè. Đặc biệt ở đây có bán heo gừng nữa nè. Cái quán này tên là Bác Thợ Mộc nha. Thì mình không biết cái quán này của từ đâu đến nữa. Cũng rất là lớn nha. Thì kế bên cái quán của Bác Thợ Mộc á, thì quán biển các bạn. Thì nghe tên quán biển chắc mình nghĩ cái quán này nằm ở cặp biển rồi nha. Để mình coi ra thành phố nào. À, cái quán này của Phật Ata Texas các bạn. Cái quán này nằm ở dưới biển nè, gần Houston á. Bán nước chai, trà đá, rồi trà trái cây. Đó, bánh đồ đủ thứ chân nè. Đến đây tha hồ mà lựa chọn những món ăn nha. Còn hai em này thì mình thấy đáng thương nhất bạn. Đến từ quê nhà Việt Nam qua các bạn. Thì hai em này trong hội trẻ khuyết tật Việt Nam nè. Đó, ông bà chú là các bạn ở Việt Nam chắc mình nghĩ cũng biết cái hội nè. Thì mấy em này qua đây các bạn thì để đờn ca là phục vụ cho cộng đồng người Việt bên đây á, để kiếm một chút ít tiền các bạn về để lo phụ cái hội trẻ khuyết tật các bạn Việt Nam nha. Bài đó luôn. Dạ. Yeah. Ủa con của em hả? À, mấy đứa con luôn hả? À, 3 đứa con. À, rồi bên Việt Nam cả luôn. À, qua đây xong rồi hết lễ về hả? Dạ. Đó, thì mấy em này khuyết tật cũng có con các bạn. Đờn giỏi quá hả? Đờn đang kiếm tiền, đang gây quỹ cho hội trẻ em hả? Khuyết tật hả? Kiếm tiền trẻ em Việt Nam. Dạ. Là môi em xinh như đóa hoa hồng như trong em lòng anh ngất ngây, làm chậm bước chân em cho đi thêm xa. Đôi khi muốn nói yêu em lòng đắm say mà anh vẫn không nói nên lời. Bữa tiệc nào thì cũng tàn các bạn, thì hôm nay là sáng chủ nhật rồi, thì các bạn thấy những cái liều á, bây giờ á. À, mấy anh chị với mấy cô chú á, dọn dẹp xong hết trơn nè. Thì lấy đồ đi hết trơn các bạn. Đó, giờ này thì mỗi người một nơi hết nha. Trong lỏng hết trơn nè. Thì có ai tham dự thánh lễ thì ở lại.
thêm khoảng vài tiếng nữa thì cũng đi hết rồi. Các bạn thấy mấy cái liều nè, bây giờ không còn một người nữa nha. Hôm qua những khu vực này thì rất là ồn ào, rất là vui nhộn, bây giờ thì nó im điềm các bạn. Đây nè, mọi người dọn đồ nít 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 nè, để dành nè. Dạ. Trời ơi, có chạy đi trên đây. Dạ. Trời ơi, này đi Bluetooth này. Dạ. Hai cô ở đâu? Ở đây. À, chị đâu? Ở đây à? Ở cảnh sát lên. Ở cảnh sát lên. Ở thành phố Wichita. Dạ. Bây giờ thì dọn đồ lên xe về hả? Ờ, đi lễ về mới về. Dạ. Đang làm cuộc rồi. Ờ. Trời hôm qua thì ở ngoài đẹp trai hơn ở trong mới. Dạ. Những cái căn chòi lớn như thế này nè, đều được thuê của chỗ ban tổ chức nha. Thì mỗi căn chòi á đi kèm luôn là những cái ghế bố nha. Thì bây giờ ship ghế bố gọn gàng hết trơn nè, để cho người ta lại gom đồ. Em trai mới chia sẻ các bạn thì chiếc xe thì mua cũng có 90 triệu bên Việt Nam mà cái bản số 500 đô rồi. Tiền cái bản số bán chiếc xe nữa. Em trai thì đam mê xe nha. Biết xe này không? À, biết xe này không? Xe ghim mà. Xe ghim á. Hả? À, biết chứ. Rồi Sibon hả? Sibon nữa. Đó, dân chơi Việt Nam giờ đem qua đây xe qua đây là để dành chơi nè. Để dành chạy vòng vòng trong khu vườn khu nhà phải không? Bữa nào mà xuống nhà em review 4 năm chiếc lâu. Dạ. Yeah. Rồi rồi người ta tháo ra ship qua hay gì? À. Qua ship qua lát lại. À, qua đây mà được đăng kiểm bản số luôn, có đây cần đem giấy tờ Việt Nam qua không? Nếu mà đăng kiểm á? Không. Không hả? Qua đây chỉ đem ra cho nó cà số sườn số máy xong rồi. À rồi xong nó đăng kiểm. Là xe của mình. À. Không có phải xe ăn trộm. Trộm. Thì nhìn mấy chiếc xe này chỉ có bên Việt Nam mới có thôi chứ bên Mỹ này đâu có ai có. Mấy người cứ hỏi bên này mua ở đâu, về đây thì có mua. À, mua Việt Nam thôi. Nhìn căn tròi nấy á, trống hết rồi nha. Bây giờ mỗi người một cái vali để lên đường, về quê. Giờ này thì người thưa lại rồi, tại vì người ta về cũng hết mùng mới chiều hôm qua rồi. Tròi này tròi nó trống trống không à. Ở trước toàn là gác không à, để chút xíu nó mới anh ra đấy. Trời trống nè, gom ghế rồi lại hết trơn à. Hôm qua thì lót ra đồ cái này á, để chảy. Rất là nhiều người ở trò này nha, trò này khoảng hơn 40 ngàn người á. Bây giờ thì trống hết trơn rồi. Đi thì vui về dọn mạch ha, chị. Đó, cái liệu hôm qua đây đặt hết trơn nè, về dọn nè, anh thì đang dọn ra. Để năm sau đi tiếp. Đồ đạc quá trời nè, bỏ ra nè, cái này mà mấy anh phụ giúp nhà thờ á, dọn khoảng 2 ngày chưa hết nữa, nhiều đồ lắm. Mỗi người mua một món, hai món các bạn, thứ nhất thì để ăn, thứ hai thì ủng hộ nhà thờ những phần đồ ăn cuối cùng nha. Món gì ta? Cơm trắng nè hả? Rồi bánh cuốn, rồi cuốn nè. Dạ, khô bò, cơm chiên chân trâu. Để coi cái món gì ăn nè. Bánh bao. Mua thấy vui các bạn. Những phần đồ cuối cùng mà. Ai buồn thì buồn các bạn, nhưng mấy chị vui nha. Tại vì mấy ngày nay mấy chị xa chồng á. Bây giờ sắp về gặp chồng rồi, bây giờ vui kìa. Cho em cơm gì ta? Cơm 10 đồng ăn. Cơm này cơm gì á? Cơm cá. Cá gì chị? Cá gì? Cơm cá với lại chưa có món gì ta? 10 đồng hả? Cơm tôm. Mang lên xe ăn nha. À, cơm với lại tôm. Ủng hộ các bạn ơi. Món này đặc biệt này. Món này thôi, em để kiếm gì ăn đi. Để coi cái món gì ta, bánh ướt hết hả chị? Bánh ướt hết rồi. Hết rồi, quá trời món nè. Cá với tôm. Phía bên đây thì cái quán bán nước nè. Bây giờ thì bán sẩu luôn. Bán cho hết ăn đi về. Đồ đạc thì chắc lên xe hết trơn rồi. Những túp liều chanh bây giờ nè các bạn. Sơ xài hết trơn rồi. Giờ này thì ai cũng dọn hết trơn á. Đi vòng vòng á, ủng hộ một chỗ một phần các bạn. Thì đây bán bánh bao, bắp nóng rồi nè. Cho em một cái phần bánh ướt nha chị. Bánh cuốn còn nhiều quá nè, nên mình vô đây mình mua ít nữa nha. Đó, bánh ướt, bánh cuốn nhân thịt, bánh cuốn nhân giòi tùm lum la các bạn, bánh bao nè. Đó, thì mấy cô bán những phần cuối cùng nữa thì mấy cô cũng về. Mấy chú này dọn đồ lên xe hết trơn rồi nè. Nhìn giống như là chuẩn bị lên Sài Gòn lập nghiệp nhé. Đồ quá trời đồ luôn.
dọn mệt hơn là gáp không chú? Lúc gáp thì dạ lúc gáp thấy đồ ít mà dọn thấy đồ nhiều quá à. Dạ chú về đâu? Mày sư về luôn hả? Đây luôn. Dạ. YouTube à? Dạ. Chico. Dạ. Chico gió. Dạ không, à, con ở bên Texas qua. À, dạ. Dạ. Chico lấy cái YouTube làm về cái gì mà chị Lưu đi Amazon với hai chú cháu đi. Dạ 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 đúng rồi con. À, dạ. Họ YouTuber đó hả? Dạ. Đi delivery. Dạ đi Amazon á. Dạ. À, dạ. Dạ, con ở bên Texas. À, okay. Dạ, mấy chú khỏe nha, về khỏe nha, hẹn năm sau gặp lại. Dạ. Mấy cô chú với mấy anh chị á, giờ này thì lên xe lần lượt để về nha. Còn mình thì cũng tranh thủ đi về các bạn, tại chút xíu nữa thì lễ ga kẹt xe lắm nên về thì cũng hơi khó nha. Thì mình cảm ơn bà chú các bạn rất là nhiều đã cùng mình á. Hôm qua nay đi đến tham dự đại hội Thánh Mẫu các bạn thì nơi đây giống như là cái nơi để cho mình đến đây cắm trại gặp gỡ người thân các bạn. Thì video đó khá là dài, bây giờ hẹn một chú bạn đi xa, bye bye.